Ok, bây giờ đến một cái lá số của một bạn nam nha. Thì bạn này cho cái ngày là ngày mùng 9 tháng 4 năm 83, có nghĩa là bạn này sinh năm Quý Hợi. Cái giờ là giờ Mão là khoảng 6 giờ 30 sáng. Thì bạn này hỏi những câu hỏi đầu tiên là hỏi về gia đình, sự nghiệp và muốn biết xem là mình nên sống như thế nào để hợp với cái số mệnh của mình theo ý của trời cho cuộc đời mình nó tốt hơn. Thì đầu tiên là mình sẽ nói đến cái cung mệnh của bạn này. Thì cung mệnh bạn này là có con sao Thất Sát đi chung với lộc tồn đào hoa thiếu dương thiên không mà nằm trên đất suy, mà mệnh mình lại vừa gặp tùng và gặp triệt, tại những người Quý Hợi là tuần triệt lúc nào cũng nóng đồng một cái ô như thế này, là coi như là mệnh mình đó, là bị con thất sát đứng ở đây thì tốt nhưng mà gặp tuần triệt, thân mình thì lại là được thân cư thiên di à, thì nửa đời đầu của bạn đó, là coi như là có nhiều cái mộng, rất là nhiều cái nhiều đam mê. Người mà đào hoa mà đi chung với thiên không là người rất là đa tài, rất là giỏi. Thiếu dương là người cực kỳ khôn ngoan, nhưng mà mình lại bị gặp tuần triệt, cho nên có những cái cuộc đời mình không có toại ý, có nhiều cái mong muốn cuộc đời mà làm không được, cho nên là cuối cùng cái thân cư thiên di ra cuộc đời tốt hơn, tại lúc này là nằm trong cái cung thiên di mà gặp phủ khúc thiên phủ tam thai thiên quan long đức à, thì đây là cái người ra đời là biết suy nghĩ, biết nhún nhường à, biết bỏ qua, biết là như là những cái mà thiên quan là những cái về mà phúc thiện thì nó cũng là nằm ở đây. Thì đây là cái sơ về cái cung mệnh của mình, rõ ràng đây là nửa đời đầu có nhiều vất vả cực khổ gian truân, nhưng mà nửa đời sau thì nó sáng hơn. Bạn này muốn hỏi về cung gia đình à, thì mời bạn Thiên duyên nói cái anh này đi, thì anh nếu như cái mệnh này đó mà anh không có sao chính tinh này thì anh lên được tứ không thì cực tốt, nhưng mà tại vì tiếc cái là anh con chỉ con chính tinh là thất sát ở đây, thì khi mà mệnh thất sát mà phùng tứ không thì người ta nói là số trắng tay, nên đường đời ra đi giờ anh ba mấy tuổi vẫn không có gì, rất là vất vả, rất cực khổ. Tuy là anh có lộc tồn nhưng mà không anh được mệnh anh là song lộc đó, song lộc triệu viên, nhưng mà tại vì tại bản mệnh anh được tứ không nên nó khóa lại, coi như là tan nát luôn, tan nát luôn. Thì cái anh này muốn ăn được phải vô cái thân thân vũ phúc thiên phủ này này, có lộc tồn là chính mệnh chiếu xe nha. Mà cái đó là nói về nói về cái riêng cái bản mệnh của anh. Còn khi mà anh hỏi về gia đình đó thì mình xin trả lời này này, cái cung thê của anh có tử vi thiên tướng là 2 sao, thì có cái khả năng rất lớn trong cuộc đời anh sẽ có thể có 2 người vợ, nhưng mà chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, bởi vì anh đang coi thiên hình tướng ngộ hình là chắc chắn có chia cắt đó. Thì thiên hình là tiền phạt nhà trời, khi mà gặp thiên tướng là sẽ cắt ra. Thì anh đó là người mệnh thủy thì con tử vi này nó lại không hợp với ảnh, còn thiên tướng nó lại hợp. Mà thiên tướng á là cái người người phụ nữ trong cái cung phu thê mà thiên tướng đó, thì nó hơi đẹp, nó hơi đáng yêu, nó dễ thương. Mà khi mình cực khổ mình ra mình than khóc thì cái người phụ nữ họ vươn vai, họ gánh mình vô, họ thấy thương cho mình, nó là con thiên tướng. Nên khi mà tướng ông gặp người thứ hai rất là tốt cho ông, nhưng mà cũng có thể là người thứ hai cũng ra đi nhé, thì vì thiên tướng ngộ hình nên đường đời anh này một vài đời chồng, một vài đời sau một vài đời vợ là có thể xảy ra. Thứ hai là con anh, còn anh được là tả hiếu có thể là có con 2 dòng nữa, thì chắc chắn anh này không dưới một một hai đời đâu, nên có gì thì cũng đừng buồn. Chứ anh rất dễ quen, tại vì anh hồng hỷ chiếu cung thê nên nên anh rất dễ lên lên xe bông, quen là cưới được liền. Nhưng mà cưới xong rồi gặp cô quả rồi nó chia tay, trong sống buồn quá bên nhau thế này thế kia, nghèo khổ gì chia tay nhau, nên nên rất buồn cho này, vì cái lá số vậy chứ mà là anh muốn vậy. Mà Còn anh này tuy là mình có cái ý kiến trong cái cung thê của bạn này á, là tại vì nó nằm ở hai cái cung mà cung Thìn và cung Tuất á, là hai cái cung thiên la địa võng, thì thường thường những người mà cung phu thê đóng trong hai cung này á, là nó giống như cái kiểu mà chim mà nằm ở trong lồng á. Có nghĩa rằng là mình muốn bay ra ngoài thấy bầu trời xinh đẹp lắm, nhưng mà bản thân của mình lại không bay được, mình cứ phải cứ nằm ở trong đó với mỗi vì một cái lý do gì đó, thì cho nên nó cũng là cái chuyện là đau khổ trong cái nội tâm trong gia đình, có những cái điều mà vợ chồng không ưa vừa nhau nhưng mà bỏ nhau thì cũng bỏ không được, thì đâm ra nó có con quả tú nằm ở đây, nó là cái sự gọi là không có chia sẻ được với nhau, có những cái gọi là nó lạnh thì là con quả tú, nhưng mà tại vì mình là người đàn ông như quả tú dù gì nó vẫn nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu mà gặp cô thần thì nó sẽ nặng hơn. Đó là cái thêm ý rồi cái khung gia đình của Riêng bạn nữa là này. anh này anh có cái sao đào hoa ở mệnh, chính gia đào hoa ở mệnh là phải đẹp lắm, mà tiếc anh là anh phùng tứ không, quánh phá ở đây, nên anh chỉ còn cái đam mê về tình cảm nhiều, chứ còn về bản chất cái người nhìn nó không có được cái đẹp của đào hoa trọn vẹn, thì tuần triệt nó phá nát cái con sao đào hoa đây, tin đào hoa cư tí nhưng mà lại không hưởng được.
thì nói về cái duyên về cái đó là về cung phu thê, nên lòng có ham muốn có nhiều cái, nhưng mà cái cung khi người ta ở với mình người ta lại không cảm thấy hạnh phúc bên mình, và mình cũng không trọn vẹn đi hết con đường người ta được, nên rất dễ là chia tay vài lần. Đừng có buồn, đừng có buồn. Cung nô mình lại có con sao thiên đồng nằm ở đây thì nó cũng chủ nhiều nhiều bạn bè cũng nhiều đào hoa đấy, có thiên mã nè đấy, có hỷ thần nè, có tả phù hữu bực, bạn bạn anh này là rất là có duyên với người nữ giới bên Ừ, đúng ngoài, người rồi. hợp tác người đông lắm đó, nhưng mà cứ đến hôn nhân đó, thì lại coi như lại có quả tú gặp thiên hình, cho nên là cái này nó cũng là một cái cách giải trong tử vi là có khả năng là không nên lập gia đình mà chỉ nên làm tình nhân tình ái lại rất là vui, tại vì thiên đồng nó thuộc hành thủy, nó hợp với cái mệnh mình đấy. Cũng phải cẩn thận vì tả hữu đóng cung nô, có nghĩa là nhiều khi anh quen nhưng mà có thể là người anh quen cũng có một người thứ hai thứ ba theo đuổi nữa, và cũng có thể bản thân đang quen cô nàng này cũng có một vài người khác đang đeo đuổi anh, mà anh cứ việc đứng qua chọn lại, nên thiên đồng cũng rất là nguy hiểm. Thì cái đó là thế này rất là khó để nói là nếu như mà chị ở với bồ Mã có gặp sướng tối hơn hư ở mà với vợ trường không sinh. thì mình phải nghĩ suy nghĩ một chút. Mà cung nô này là thấy là cung nô khá gọi là nhiều màu sắc đào hoa, thiên mã rồi thiên việt rồi có tả hữu, có thiên thiên hư tới phá, có phong cáo đây là bạn bè cũng có là Bằng phượng cấp cát, đấy. có thiên thọ nằm đây đó, là Cứ đi tới đi lui lại gặp được cuối mấy cùng cô ông vui lắm. trời vẫn cho một cái người bạn rất tốt trong đây cũng vui vẻ lắm, có thiên thọ mà đấy, thì đây là Sao cái thiên đồng thì rất là vui vẻ, có nghĩa anh này cặp bồ ban đầu là rất là vui nha, gặp kỳ nào là coi như là hai người giống như là hạnh phúc tình lắm, đầu ý hợp, tung thì xét tăng cái lắm. tính tính xét ái tình vậy đó, gặp vô là yêu như như đắm đuối rồi, Đúng rồi đấy, mà cưới làm nhau trường đất về trường lại. sinh nữa là nó Cưới cũng nhau rất là về lại mạnh tan mẽ, nát. mã ngọc trường sinh đấy. Nhưng cái khi mình nói giải về cái cung nô với mình nói về cung phu thê, thì do cái cách của anh chọn, anh sẽ kiểm thấy như sống như thế nào để vui, có nghĩa là sống với nhất nhiều tình ái để vui, hay chọn sống có gia đình nhưng mà sau đó nó có thể chia tay, thì anh phải chọn cái con đường của anh thôi, chứ mình không thể nào là nói được anh phải nên làm nào tốt nhất. Đúng rồi. Ok Mà rồi cung chứ. phúc của mình lại có con sao địa kiếp nằm ở đây đó, trong Ryu Y đó, cô thần như này đó, cũng là một cái điều mà trong cái nội tâm của mình nhiều khi mình cũng có những cái mà mình cũng cô đơn đó, hoặc là những có những cái mà nó cũng về tình cảm đó, mình cũng không được trọn vẹn là phúc Phúc đức Ngộ mà Liêm gặp. Trinh thì nó hơi về tù tinh, thì tự anh chói anh vô, anh có nhiều mơ mộng nhưng mà anh chói anh không cởi ra, tự bản thân anh cảm thấy phải chói buộc mình vô một cái gì đó, cứ dụng một người nào đó phải tự chói mình ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, thì cái cung phúc này nó cũng hơi 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 buồn cho anh, tự trong lòng anh làm anh buồn chứ không phải là hoàn cảnh làm anh buồn. Ok, thứ hai nữa là khi mà cái thân anh này này anh cái thân anh phú khúc thiên phụ á, thì anh á, tiền tài không tới mình, nhưng mà khi mình lại sống trong cái môi trường mà toàn tiền không, thấy chúng nó giàu mà mình không được cái gì hết, nó rất là buồn nha. Anh này rất là đau khổ cái này, có nghĩa là thấy chúng nó có tiền mình cũng muốn có nhưng mà lại không có được. Thì anh con thiên quan ở đây, thiên quan Ngộ Long Đức đây này, thì anh này về sau á, nên sống cái môi trường nó có một chút gì đó là tính mình đi tâm tu hoặc là mình về thờ cửa cái này nọ, thiền nói thiền về gọi là chùa chiền, chùa về chiền á, vậy là về tâm linh á, tâm linh đó, thì là anh rất là tốt, là nó sẽ mở cho mình cái đầu mình ra, làm cho mình sống nó vui hơn, nó hạnh thông hơn, mình nhìn cuộc đời nó bình an hơn, tại vì là cung thiên di của mình có Long Đức Ngộ Thiên Quan là ra đường rất là thích ké chùa cái chiền. Anh này là người rất là gọi là về về cái vấn đề tôn giáo là anh này cũng rất Nhưng là mà anh đặt này anh nặng. Vũ Khúc Thiên Phụ này là đến năm 64 trở đi, anh còn lộc tồn chiếu về cuối đời lại sống trong giàu có nha. Nếu anh đi tới cái hạn nó sống tới cái hạn này, nên Không, cái mình lá nghèo số cả này là đời tốt nhưng mà về cuối sau. đời mình lại sống trong giàu có, cái này là lạ của tử vi nè, cái này rất khó giải thích. Có nghĩa là anh có đức tâm mà xong có tu có chùa có chiền, có sống trong nhà có thờ cúng này nọ, nhưng mà lại có tiền có của ở cuối đời, nên anh này nếu nói phải đi hết vòng đời để nằm tới khi đến về tới cung Bút Khúc Thiên Phụ anh lộc tồn mới là chính chiếu qua thì lại có tiền. Rồi nói về cái cung quan lộc của anh đó nha, thì về sự nghiệp á, anh này anh con phá quân, phá quân thì nó có rất nhiều đam mê, mà thêm hóa lộc cũng là một cái sự mà rất nhiều đam mê, hai con này đi với nhau rất là cực nhỉ, Dục vọng lớn. dục vọng lớn, mà anh ấy nên chọn một cái nghề mà hôm nào mở mắt ra cũng có cái mới thì nó tốt hơn là chọn nghề cứ làm cái việc này lại muốn làm thêm một cái việc khác. Nên cái phá quân ngộ hóa lộc đó là anh phải nghĩ tới hướng một có tiền nhưng mà phải làm những cái mực sáng tạo, giống như là kiểu như là dân kiến trúc này nào cũng vẽ nhà mới, hoặc là làm những cái mảng giống như là thiết kế nội thất Buôn bán kinh à. doanh cũng được, hóa lộc cũng rất là giỏi về 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 tiền, nhìn đâu cũng thấy tiền. Thì Cung ý nói quan vậy lộc đó, là có nghĩa nhìn là đâu cũng thấy những anh phải làm cái cái gì triển mà vọng trong cuộc ngày nào nó đời. cũng thay đổi liên tục để nó có một cái Buôn gì bán cũng mới giỏi. thì nó sẽ ra tiền cho anh. Mà có Hồng Loan nằm ở đây cũng nè, đã có Hồng Loan mà đi phá quân như thế này là cũng có thể giúp cho những cái người mà về phái đẹp ấy, về nghệ thuật cũng rất là tốt. Mà anh này mệnh có đào hoa, là cũng khéo tay lắm.
Cẩn thận thôi, anh làm về mạng như sửa sang sắc đẹp cũng được. Spa hả? Spa cũng ok, đúng rồi. Ngày nào cũng có người tới hỏi em làm cái này đẹp, cái này, cái kia. Nào, anh sáng tạo thì cái mới cũng hay. Hoặc là làm những cái như là nail tóc hay gì, ngày nào cũng thiết kế kiểu tóc mới cho người ta cũng được. Mà cái thiên, anh thiên lang long này, long chính chiếu này. Đấy, làm tóc tiếp cũng khéo được. Khéo lắm, đúng rồi. Ừ. Đó, ok, thiên chù nấu ăn cũng được. Mình nói sơ về cung tật ách đi cho anh này rồi rồi mình nói hết. Thì cái cung tật ách của bạn nó là có bộ âm dương đi chung với xương khúc, phát hoa ân quan, thiên quý, có hoa cái tấu thư, thì đây là một cái người hết sức gọi là lãng mạn trong vấn đề tâm hồn. Tại vì riêng cái bộ xương khúc mà nằm trong cung tật ách thôi nó nói lên cái sự đào hoa, mà đi chung với hoa cái mà tấu thư nữa, thì bạn mới nói là nhiều khi mình thích mơ mộng mình thành một cái người nghệ sĩ, là một cái người ca sĩ, mình thích trong tâm hồn mình được bay bổng như một nhà thơ, nhà văn, là cái cung tật ách của bạn nó nói lên hết những cái ý đó. Và mình lại có ân quan tiên quý là mình rất là gọi là được trời Phật nó phù hộ trong cái cung tật ách của, mặc dù là mình không gặp tuần triệt nhưng mà âm ân quan tiên quý nằm ở đây. Thì ngay cái cung thiên di của bạn nó có cái con sao thiên quan long đức thì cũng đã nói lên là nó nhị hợp với cái cung tật ách của mình đây nè. Thì cái này nói là một điều là mình càng tính tâm cao, mình càng tu dưỡng cái tính tình mình tốt thì trời Phật phù hộ cho mình, thì sau này cung tật ách này nó giải ra được rất là nhiều. Uh-huh. Đó, nó là cái ý của mình về cung tật của bạn. Còn nếu mà để nói theo cách sống á, thì hiện tại bây giờ đó ánh đang anh giờ hạn 34, thì ánh là cái người tuổi hợi mà về tới kim cung thì nó lại khắc lại cái hành hợi đó là hành mộc, nên cái này rất là vất vả. Anh có con đang lo cho con cái này nọ, nếu như được á anh đầu tư nhà cửa, nhưng mà cái nhà nó được là buôn đi bán lại liên tục á, tiền gối tiền á, thì anh sẽ rất là khá. Nhưng mà có điều tiếc là giờ anh chưa có tiền mà làm sao anh buôn nhà được, nên cái này khó cho anh. Nên cái thế thiên tự cơ ngộ song hao này này là cái một cái thế rất là đẹp, thế là nó gọi là thạch trung ẩn ngọc không? Chúng thủy chiều đông. Chúng thủy chiều đông đúng không? Một song hao đắc địa đúng không? Thì ở cái thế này anh cái gì anh cũng muốn làm thì anh không quá quyền. Ở cái này là tính đầu óc nát óc ra là mới làm được nha. Nên anh buôn tiền bạc tiền gối tiền á, thì anh sẽ khá lên trong hạn này. Nhưng mà muốn khá hay không có tiền bạc phải về cái hạn này. Song lộc chiếu về cung tham lang này nè. Một không kiếp này. Tài bạc mà gặp không kiếp mà đắc địa thế này là cũng có nhiều khi trong cuộc đời mình cũng khá gọi là vì một cái động lực gì đó của cuộc đời mình cũng có khả năng là mình thích làm những cái gì một phát cho nó lên nhanh đó. Để cho lên nhanh thì cái này cũng phải gọi là cẩn thận xem nó có cái vấn đề phải lưu ý vấn đề đấy. Nhưng mà không phải là không tốt, vẫn có khả tốt, nhưng mình không khuyến khích, mình chỉ nói là bạn có những cái khoảng thời gian vào những cái đại hạn này. 44 là tiền bạc nhiều cũng được đấy, nhưng mà phải cẩn thận à, thì làm cái nào làm kiếm nhiều thật nhiều mà ngộ không kiếp chiếu này thì trước sau cũng có một lần người ta sẽ cướp sạch tài sản của ông. Nên là làm giàu có mấy và xuống cũng nhanh, nên là phải cẩn thận vào những cái hạn này bạn nhé. Rồi thì còn có thêm cái gì đủ không? Rồi. Ok. Giờ dài hết cho anh khoảng gì nữa. Ok thôi vậy rồi, đi. Rồi, vậy cảm ơn còn cái bạn cách sống theo cách sống mà anh thấy hợp cái gì, anh thấy muốn sống như thế nào thì tốt, vì người mà đã có thiên không ở mạnh á, ngộ đào hoa mà ngộ tuần duyệt thế này này thì anh nên sống có tức nghĩ về tâm tứ đúc một chút xíu. Đi tu cái gì về tu hành về tôn giáo nhiều á thì đường đời nó sẽ nhẹ hơn, cách sống rồi. Nó sẽ vượt qua đau khổ nó dễ dàng. Nghĩa là có nhiều cái mình đặt nặng nó thì nó sẽ làm khổ mình, nhưng mà khi mình để nó qua bên mình không nghĩ tới nó nữa thì tự nhiên ông trời ông mở cho một cánh cửa, mình lại thấy cái điều nó nhẹ nhàng, thì là cái thiên không là nó ý nghĩa nó như vậy. Cho nên thì cuối cùng thì chúc cho bạn có một năm mới vui vẻ, nhiều điều may mắn đến. Rồi chào.